Thưa quý vị, trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở Phú Quốc đã trồng cây sim rừng để cung cấp trái cho các cơ sở sản xuất rượu sim truyền thống trên đảo. Vì là loại cây này mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, cây sim bỗng nhiên có triệu chứng khô, vàng lá, trái non bị hư nhưng vẫn chưa tìm ra biện pháp xử lý, ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng. Là một trong 5 thành viên của tổ hợp tác trồng sim sinh thái xã Hàm Ninh, gia đình anh Quỳnh Ký Lũy trồng trên 2.000 bụi sim, xen canh với các loại cây ăn trái khác. Anh Lũy cho biết sim của gia đình đã được 7 năm tuổi và đang cho thu hoạch chừng 5 năm nay. Mặc dù được trồng xen canh với nhiều loại cây trồng ăn trái khác, nhưng trung bình mỗi năm, gia đình anh Lũy thu hoạch từ 150 đến 200 triệu đồng. Giá cả bây giờ thì nó 100 trên 100 ngàn một ký. Thì thấy cuộc sống thì nó cũng dễ sống hơn, nó kinh tế gia đình nó một ngày một phát triển thêm. Có một cái là khó cho nông dân chúng tôi là 2 năm gần đây thì nó bị cái tình trạng cháy lá, nó hư trái non, nên tụi tôi cũng chưa có cái cách gì xử lý. Một thành viên trong tổ hợp tác vườn sim sinh thái xã Hàm Ninh là ông Châu Văn Hồng cho biết khó khăn lớn mà gia đình ông Hồng cũng như anh Lũy và nhiều hộ trồng sim trên đảo Phú Quốc đang phải đối mặt là hơn một năm trở lại đây, cây sim bỗng nhiên có triệu chứng khô, vàng lá, trái non bị hư và chưa tìm ra biện pháp xử lý, ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng. Thì bây giờ thì nó cũng bị cháy lá, cái khi nó ra cái bông nó vàng vàng, rồi nó cũng như con rầy đeo vậy mà không phải, rồi nó nóng quá nó tự nó khô. Thì chứ nó không còn đạt được như 100%, mà còn khoảng chừng 50% mà. Nó rụng rồi nó hư, nó héo rồi nó khô. Giờ là cũng nhờ bên kỹ sư là coi nghiên cứu về cái giống thuốc, cái loại thuốc để mình trị cho nó dứt điểm. Qua cái kiến nghị của các hộ trồng sim thì cái cây sim hiện nay có cái tình hình dịch bệnh là khô lá rồi cháy trái. Thì hướng của hội nông dân sẽ kiến nghị đến cái trung tâm bảo vệ thực vật của thành phố cũng như các cái ngành chức năng có liên quan tìm cái hướng cũng như là cái thuốc để hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ dân trồng sim trong thời gian tới. Rượu sim là một sản phẩm nổi tiếng được sản xuất theo phương pháp truyền thống, không chỉ mang lại thu nhập khá cho người trồng mà còn là một sản phẩm du lịch của Phú Quốc. Mong rằng ngành nông nghiệp địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ người dân xử lý sâu bệnh trên cây sim để phục hồi, duy trì và mở rộng diện tích trồng sim trên đảo.